cho đời biết mặt. Không, anh phải nói cái câu này nè: tướng quân đừng lo ngại, cứ xem đây là một dịp may. Rượu nè, em rót xong nè. Sao mà em mời phải không? Anh Tùng ăn nhiều. Đưa. Rồi, chờ anh Thọ vào. Sao nói đi nói lại vậy? Đây. Đây. Lát hồ mới chạy về. Có hư lắm thôi, đừng đợi, em đại không được. Rồi, chứ rồi, chạy về. Người đó gặp gỡ mà chi, trăm năm biết có gì. Sử Bá Đao từ Hải Thọ thì cái vai diễn này phải nói là lần đầu tiên năm 2000 thì Luân được chọn để mà đóng cái vai Từ Hải Thọ, thì lúc đó Luân rất là hồi hộp, bởi vì cái vai diễn này cũng là một cái vai diễn đàn chú đã diễn rất là thành công. Và khi thì cái thời điểm đó thì Luân rất là ốm và sức khỏe rất là yếu. Cái lúc mà Luân mới đi hát á, thì vào một cái vai Tử Bá Đao Từ Hải Thọ thì mình nghe thì nó thấy nó đơn giản, nhưng mà khi mà bắt tay vào cái vai diễn thì Luân thấy nó rất là gai góc, bởi vì cái vai diễn này nó khác với tính chất đời thường của Luân. Có nghĩa là nó độc mùi và nó là một cái võ tướng. Thường thì Luân chỉ nhận những cái vai diễn thư sinh, rồi trai nhà quê, rồi hát rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái vai diễn này nó thật là gai góc, nó có những cái đoạn hỉ nộ ái ố, có nghĩa là vừa võ tướng nè, vừa tình nè, vừa độc nè, vừa phải mạnh bạo nữa. Cho nên là khi mà nhận cái vai diễn này luôn rất là hồi hộp, và có rất là nhiều người trong nghề nhận xét là luôn sẽ không làm được cái vai diễn này, bởi vì nó hoàn toàn nó trái ngược với lại cuộc sống đời thường của mình, khác với tính chất của Luân so với những cái vai diễn mà trước đây Luân đã từng thể hiện. Thì đó cũng là một cái áp lực lớn, nhưng mà khi được tập luyện một cách bài bản và luôn nghiên cứu cái vai diễn này mình phải diễn như thế nào, mình phải ca diễn như thế nào để cho nó có một cái đặc biệt trong cái vai Từ Hải Thọ. Thì phải nói là khi mà khai trương cái vở này vào năm 2001 thì luôn được khán giả rất là tán thán trong cái đêm khai trương đầu tiên. Phải nói là khi mà hát xong rồi thì luôn mới thật sự trút hết một cái gánh nặng cái vai diễn Từ Hải Thọ. Bởi vì mình cứ sợ là mình không diễn đạt á, thì phụ lòng khán giả đã yêu mến mình. Cho nên là Luân đã thể hiện một cách rất là thành công. Và 2004 thì Luân được bình chọn là giải xuất sắc của Trần Hữu Trang, cũng như là giải Mai Vàng vai diễn Từ Hải Thọ. Thì lúc đó mình mới cảm thấy là mình đã làm cho khán giả hài lòng qua vai diễn. Nó lột xác hoàn toàn đối với Vũ Luân. Đó là cái kỷ niệm đáng nhớ trong cái vai diễn Từ Hải Thọ. Các khai hãy trình tấu rõ ràng, cuộc chinh phạt hùng nô thử thực ra sao tả hùng. Giới thiệu Từ Hải Thọ chứ. Cha miễn lễ cho con, tiện đây cha cũng xin giới thiệu cho con được biết để dễ bề chào hỏi lẫn nhau. Đây là điện phủ xanh nguyên sói triều đình, triều dịch sống giặc hung nô nay về triều đình bái mạng. Hạng văn đế ngai vàng bái dị. Vô triều đình. Vô triều đình đó. Rồi. Vậy là bỏ kia rồi. Không, vô cái cảnh mà anh sắp á. Rồi. Anh sắp tự hại thọ. Rồi hai thằng này ra nè. Trời ơi, chuột rồi đó. Dạ. Rễ đông sàng của cha cùng với tạ quê đàn vừa mới đám cưới. Em hết hồn nha, tại vì em qua trận mới về. Xong hết hồn nha. Lấy cái dạng. Em có nói gì không? Hay không nói gì không? Diễn thôi. Rồi.